kiểm soát chuột ha. Cung nan hay là à, em thấy rằng hay là dạng như kiểm soát chuột tốt nhất hay là nan là tạo môi trường cho rắn rồi cứu Mấy mấy con rắn nó bắt mấy con cóc của em luôn. như nó có Ừ thêm cái đấy, mình câu nghĩ ngay chuyện đến rắn luôn á là bạn. dạ Anh cũng nghĩ ngay đến rắn á. À, muốn kiểm nhưng soát chuột thì thôi, cứ để rắn đừng có đập nó được, để nó sống. nó có thêm một cái câu chuyện đó là cú nữa, tại vì dạng như em thấy rằng hay là dạng như cái hệ thống hết mà dạng như chỗ cái khu vực hết mà dạng như mình tạo cái bụi rậm được kia khủng khiếp đi, nhiều đi là nơi trú ngụ cho cú được, hay là dạng như chuột nó cũng không có nhiều. Với một cái nữa là trồng thêm một số cái cây mà nó có cái mùi thông thường, hay là dạng như thảo dược nhiều thì chuột ít, nó cỡ như nó là cây cái cây cây châm ổi, nó có cái hiệu quả hơn là việc mà dạng như xua đuổi cái mùi của nó một thông thường, hay là có cái một giống chuột hay là chuột không lan nó không chịu, nhưng mà cái giống chuột đó nó không chịu, nhưng mà dạng như một số cái giống chuột khác nó cũng là tránh tránh cái cây đó. Cây châm ổi có phải là cây ngũ sắc không ạ? À? Là Dạ đúng rồi, một số người gọi nó là ngũ sắc. Rồi vetiver cũng được, vetiver nó là cái hệ thể rễ của nó có tinh dầu thì chuột nó sẽ không có thích là ở trong bụi của vetiver, nhưng mà hay là dạng nếu thêm một cái nữa hay là hạn chế trồng cây có củ, trồng cây có củ ở trong hệ thống nên ở một cái tỷ lệ nhất định thôi. Dưới một cái nữa hay là mùa nên thu hoạch nó khoảng cỡ chừng tối đa cây có củ mà theo kiểu mà có củ tinh bột đó nha, em không nhắc đến cây nghệ thật gần mà nhắc đến cây dạng như cây sắn sắn hoặc khoai là khoai, hoặc là dạng như cây dông ta, cây dông viền, những thứ mà chuột nó ăn được thì hay là nên nên thu hoạch hay là trước cái giai đoạn mà khoảng cỡ chừng bắt đầu vào mùa khô hoặc là mùa khô một thời gian thôi thì thu hoạch, không nên tới cái giai đoạn hay là dạng như và giữa mùa khô hoặc kết thúc mùa khô, tại vì em quan sát là dạng như những cái giai đoạn mà từ giữa mùa khô đến kết thúc mùa khô đối với cái khu vực mà có nước thì không sao nha, nước đầy đủ thì không sao, còn khu vực mà nước thiếu một cái hay là chuột nó bắt đầu nó thiếu thức ăn, thiếu cỏ, thiếu mầm được kiên giang là nó bắt đầu nó phát phá những cái chỗ đó ảnh hưởng nhiều. Mình đọc đâu đó là nuôi chó tốt ha, chó Phú Quốc á, Dạ. săn chuột rất tài luôn á, nhưng tất nhiên nhà nào có điều kiện nuôi thì nuôi. Em thấy là giống chó nào mà miễn khi là mình cho nó ăn ít thôi là nó hút luôn chỗ khác. Em hôm bữa là em đuổi nó thấy bà luôn đó, là có là cái trang trại của em nó là gì chuột nó cũng có, tại em trồng phay mày, trồng mấy cái em trồng cỏ voi được kia mà cái khu vực nó mà nó thiếu nước rồi nó không có đồ ăn, nên thấy là mấy cái mầm mà mấy cái măng mà cỏ voi và mấy củ phơi mì được kia là nó rất là thích toàn rồi mấy rồi giờ đó hay là dạng như mấy con chó bên kia nó làm mấy ổng cho thích toàn rồi nó đi qua nó phá nó bừa tan nát hết trơn rồi. Thế là nát luôn cả cả cỏ voi, cả khoai mì lẫn chuột à? Không, nó chỉ bư dạng như một số cái khu vực mà Có có chuột chuột à? nhiều thôi. Dạ. Nhưng mà À, dạng như nó ý là nó sang nó săn chuột à? Nó dạ sang nó đúng rồi. săn chuột Dạ. thế. Nhưng mà chắc là phải loại chó gì chứ, chó anh thì nhiều, thấy anh nhà anh nuôi chó nhiều mà thấy nhiều con ngu kỳ, chả có thấy, chỉ có chỉ cho cơm ăn cơm với cá thôi. Lần sau đừng cho cơm nữa, thả cá đi.
ông cho ăn cơm nó không cho cá, nó sẽ thèm đám, nó sẽ thả nó quần anh quần luôn. Nhưng mà chưa thấy ai kiếm chuồng gà con mèo nhỉ. Dạ mèo em thấy nó là một cái loài mà dạng như nó còn nó đỉnh của thức ăn, chuỗi thức ăn. Em thấy là dạng như nó phá hệ sinh thái ghê lắm. Con mèo chim, dạ chim đồ kia, kể cả chim hoặc một số cái loài của mình hay là nó cũng phá nữa. Nên hay là dạng như ít con mèo cho khu vườn thì vui, chứ phải cân đàn mèo trong khu vườn là động vật lớn của mình là không còn nữa. Em thấy vậy đó, chim không dám ở. Thật ra là mình nghĩ là khi đã mất cân bằng rồi ấy, mà cái chuột nó quá nhiều ấy, thì bắt buộc là phải xử lý bằng nhiều cách. Chuột thì nó có nhiều cách xử lý, mình nghĩ là thì nó ở cái mức nó vừa phải, thực sự là con chuột nó phá thực sự là rất chi là khủng khiếp. Đúng rồi anh Cường, chuột khi mà ai mà bị chuột mà ấy thì vuốt và kiểu khổ thì mình nghĩ là hiện ở khu rừng thì chỉ có cách là tạo được bằng rắn, cũng là như gặp nói mình thấy cái vấn đề rắn quan trọng. Rắn mình để những cái dòng rắn như rắn dọc xưa nó chả hại thì cũng người thì chẳng rắn rào thì dòng đó. Dạ nó lại có thêm cái câu chuyện nữa là dạng như từ chuột lên rắn, rồi sau đó là rắn thì thật sự không khuyến khích trong hệ thống. Em thấy là dạng như mình để một số cái khu vực mà mình không tác động đến thì là thông thường rắn đó, nhưng khi nào nó kiếm ăn thì nó sẽ ra kiếm ăn, nó sẽ an toàn cho mình hơn. Chứ là giống như mình để một mảnh đất trống mà mình bỏ đó thôi, chứ không ra là vậy, mình tác động quá nhiều thì rắn nó sẽ cũng không có lại, chứ không khéo nó vô nhà mình luôn. Rồi còn là dạng như khi một số mảnh đất trống là nó sẽ có hàng điểm đẹp, mà đẹp nó cũng quản lý rắn. Bìm bìm á? Dạ. Con bìm bìm hay là con hay là cây bìm bìm? Con bìm bìm. À bìm bìm à? Dạ. Thì nó cân bằng qua lại thôi. Ý là em để một cái mảnh đất mà không đụng gì hết, đúng không Đập? Dạ. Chỗ của em là rất nhiều bìm bìm luôn. Tiếp tới câu hỏi tiếp theo.